Kính chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Thật ra hôm nay mình giới thiệu tới cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau tham khảo là một nhà vườn vừa đẹp mà lại vừa rộng nhé mọi người. Tổng diện tích của mình vườn này, diện tích đất đang sử dụng thực tế là gần 5 hectare, còn diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 4,7 hectare. Đất của chúng ta tọa lạc tại xã Búc Cho, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường bê tông thì cô chú, chị và các bạn chúng ta mất khoảng 300m. Còn khoảng cách từ đây cô chú, chị và các bạn chúng ta đi về trung tâm trường chợ đường tỉnh lộ thì cô chú, chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 2,5 cây số. Đi về trung tâm của huyện Tuy Đức thì cô chú, chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 5 cây số nha mọi người. Thế đất của chúng ta vuông viên, đất triền nhẹ từ trên xuống dưới, từ đường đổ vào khoảng 300m là đất của chúng ta bằng như sân. Tiếp tới là đất chúng ta triền nhẹ xuống dưới hồ. Chúng ta có hai hồ, một hồ chung và một hồ riêng. Trên tổng diện tích đất gần 5 hectare này thì bác chủ nhà cơ bản đã phủ kín cây trồng rồi nha mọi người. Hiện trạng là chúng ta có 3.000 cây cà phê đang cho thu chính và 1.000 cây hồ tiêu cũng đang cho thu chính. Về hồ nước thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta cũng yên tâm, chúng ta có một hồ tưới chung và một hồ tưới riêng. Quan trọng hơn đó là phía ngoài đất của chúng ta có suối chảy nha mọi người. Suối này thì là suối thông thường, suối cung cấp nước cho tất cả các hộ dân ở đây. Và mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta, những người có tầm tài chính phù hợp sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video này. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì với tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là gần 5 hectare, sổ sách của chúng ta là hơn 4 hectare 7, đất tọa lạc tại xã Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, nằm gần trung tâm trường chợ, gần đường bê tông. Chúng ta có thể kéo điện thoải mái nha mọi người, bởi vì khu vực này mình quan sát thấy cũng khá là nhiều nhà dân đang sinh sống trên chính mảnh vườn của mình. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra một mức giá bán phải nói là rất là rẻ nha mọi người. Mức giá bán là 3 tỷ 400 triệu, chỉ bớt lọc lán nữa thôi. Tuy nhiên với 3 tỷ 400 triệu này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta vào đây chúng ta không được thu hoạch nông sản nha mọi người. Bởi vì trên diện tích đất này bác chủ nhà do là không có thời gian chăm sóc, không có thời gian làm, bác cho người địa phương đấu khoán sản lượng nha mọi người. Cho nên bây giờ cô chú anh chị và các bạn chúng ta tới mua thì chúng ta sẽ không được thu hoạch nông sản đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người địa phương, người mà được đấu khoán ấy, người ta sẽ thu hoạch nông sản này. Cà phê của mảnh vườn này cực kỳ đẹp, tổng của chúng ta là 3.000 cà phê. Hơn 3.000 cà phê, chúng ta nếu tính cả cà phê chè là hơn 3.000 nha mọi người. Tuy nhiên mình chỉ tính cà phê như thế này thôi là 3.000 đang cho thu chính. Cà phê cực kỳ đẹp, cà phê đang ở độ tuổi ăn nên làm ra, cà phê tơ. Quan trọng hơn đó là thế đất của mảnh vườn này bao đẹp cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta làm nông nghiệp. Một thế đất là nhẹ từ trên xuống dưới, một thế đất rất là dễ chịu. Đường lô thì được bác chủ nhà mở vòng quanh vườn nha mọi người. Đường ở giữa chia làm mảnh vườn làm hai và đường ngang nối dọc, tức là đường ôm bàn cờ đấy. Với mảnh vườn này thì cô chú chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp, chúng ta di chuyển hoàn toàn bằng xe cơ giới nha mọi người. Cà phê cực kỳ sai trái, cà rất là đẹp. Đây là khu vực bác chủ nhà trồng full cà phê. Còn phía bên kia thì bác chủ nhà trồng xen giữa hồ tiêu với cà phê. Hồ tiêu của mảnh vườn này cũng đẹp lắm, nhưng mà mình đang quay ở khu vực này. Thì cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, chúng ta cứ theo dõi hết video. Bởi vì lát nữa thì mình sẽ di chuyển sang phía bên kia và mình sẽ quay chi tiết về cà phê và hồ tiêu ở phía bên đó để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được tổng cảnh quan của mảnh vườn. Toàn bộ cà phê của chúng ta đang ở giai đoạn kinh doanh mạnh. Cà phê cực kỳ chất lượng, hàng theo hàng, lối theo lối, rất là đẹp. Giá bán của mảnh vườn này là 3 tỷ 4 trên tổng diện tích đất gần 5 hectare, sổ của chúng ta là 4 hectare 7. Đất của chúng ta tọa lạc tại xã Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đi tới đường bê tông thì mất khoảng 300m. Đường thì xe gầm cao gầm thấp, mùa mưa hay mùa nắng. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể ra vào vườn thoải mái. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình xin được gửi tới cô chú, anh chị, gửi tới các bạn những hình ảnh về sổ sách, đồng thời cung cấp tuyến đường tốt nhất để cô chú, chị và các bạn chúng ta tới được vườn. Cô chú, chị và các bạn chúng ta xem đến đây cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và quả chuông để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ 1 đến 2 giây thôi. Nhưng nhờ có thao tác này thì cô chú, anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình.
Toàn bộ cà phê của chúng ta đều đang cho thu hoạch chính nha mọi người. Chúng ta có cả cà phê chè. Tuy nhiên ý, cái số lượng cà phê chè mình không tính tổng vào đây, và mình chỉ tính mỗi cà phê này là 3.000 cây. 3.000 cây cà phê đang cho thu chính. Còn cà phê chè ở phía trên cũng cho thu chính nha mọi người. Tổng 5 hecta bác chủ nhà giao bán với mức giá là 3.4 tỷ. Một mức giá rất là rẻ, rẻ hơn nhiều so với thị trường. Một mức giá cần thiết phải bán và buộc phải bán nha mọi người. Và đây cũng chính là cơ hội để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta được sở hữu một trong những mảnh vườn rất là rộng, có thế đất đẹp, nước nôi dồi dào, và quan trọng hơn đó chính là cây trồng đẹp. Mảnh vườn này thì chúng ta cũng còn khoảng là 8 sào đất ở phía trên, bác chủ nhà mới dựng trụ tiêu, mới trồng tiêu. Và tranh thổ cái khu vực đó thì bác chủ nhà đang trồng chanh dây nha mọi người. Càng đi xuống dưới khu vực giáp hồ thì cà phê của mảnh vườn này càng đẹp, càng nhiều trái. Đứng ở phía này thì cô chú chị và các bạn chúng ta có thể quan sát được toàn bộ tổng cảnh quan của mảnh vườn nha mọi người. Đó, toàn bộ là cà phê, đúng như một thảo nguyên cà phê. Cà phê đang ở độ tuổi cho thu hoạch rất là đẹp. Thế đất của chúng ta vuông viên, 2/3 đất là bằng, tiếp tới là đất triền nhẹ xuống dưới hồ. Hồ thì chúng ta có hai hồ, một hồ chung và một hồ riêng. Đường lô như thế này mở vòng quanh vườn, đường ô bàn cờ giúp cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta di chuyển trong mảnh vườn rất là thuận lợi. Giá bán mà bác chủ nhà đưa ra dành cho mảnh vườn này là 3.4 tỷ. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển tới khu vực phía nhà và khu vực hồ tiêu để mình quay chi tiết để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được hết mảnh vườn nha mọi người. Phía dưới này là hồ, thì như cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan sát thấy được có mấy cái hồ ở phía dưới, toàn bộ khu vực này là sình mà, cho nên cô chú anh chị và các bạn chúng ta yên tâm. Ở khu vực này không bao giờ hết nước, nước thoải mái luôn. Ở ngoài thì chúng ta có suối, nước bao la bát ngát để cô chú anh chị và các bạn chúng ta yên tâm làm nông nghiệp. Phải nói là cà phê của mảnh vườn này cực kỳ chất lượng nha mọi người. Trên mảnh vườn thì có một cái chòi tạm như thế này, cô chú anh chị và các bạn chúng ta dùng để tránh mưa tránh nắng thôi. Còn hiện tại nếu mà muốn ở thì phải xây lại, xây cất lại, cơi nới lại thì mới ở được. Còn hiện tại bây giờ thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta dùng để tránh mưa tránh nắng nha mọi người. Ở khu vực này thì bác chủ nhà lại trồng sen giữa hồ tiêu và cà phê. Và tổng hồ tiêu của chúng ta gom hết lại thì được khoảng 1.000 trụ tiêu như thế này. 1.000 trụ tiêu đang cho thu chính, và trụ tiêu thì trụ nào trụ đấy rất là đẹp. Hồ tiêu, cà phê được trồng sen với nhau. Hai hàng cà, một hàng tiêu. Toàn bộ cà phê, hồ tiêu đều đang cho thu hoạch chính. Một mảnh vườn rất là tiềm năng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. 1.000 trụ tiêu nha mọi người, 1.000 trụ tiêu được trồng thẳng tắp như thế này. Tới đây thì mình sẽ nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của mảnh vườn này là gần 5 hecta, sổ chính quy của chúng ta là 4,7 hecta, đất tọa lạc tại thôn 8 xã Búc Sho, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, nằm cách đường tỉnh lộ 686, khu vực chợ rơi vào khoảng là 2,5 cây số, nằm cách đường bê tông chỉ 300m thôi. Đường thì xe du lịch chúng ta có thể ra vào vườn khá là thoải mái. Ở khu vực này thì mình quan sát thấy cũng có một số bác hàng xóm láng giềng ở cố định ở tại vườn. Bởi vậy nếu như mua bán thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây chúng ta hoàn toàn, chúng ta có thể xây dựng nhà ở kiên cố để chúng ta ở tại vườn cũng được. Bởi vì đường đi nối lại tương đối thuận lợi, gần trung tâm trường chợ. Đi về trung tâm của huyện Tuy Đức thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng 5 cây số. Còn đi sang trung tâm của xã Đắc Dung, huyện Đắc Song thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 8 cây số nha mọi người. Nói chung đường đi nối lại đi tới các trung tâm đều là đường nhựa và đường tỉnh lộ hết. Trên mảnh vườn này thì bác chủ nhà đã cơ bản phủ kín cây trồng. Chúng ta chỉ cần khoảng 8 sào đất ở phía trên là đất mới, bác chủ nhà mới xuống trụ tiêu và đang tận dụng để trồng chanh dây. Còn lại là đất đã kín cây trồng, bao gồm có 3.000 cây cà phê đang cho thu chính và 1.000 trụ hồ tiêu cũng đang cho thu chính. Kết hợp vào đó là một số loại cây ăn trái, tuy nhiên số lượng này thì không đáng kể. Cà phê như thế này chúng ta có 3.000 cây nha mọi người. Còn hồ tiêu thì có 1.000 cây cũng đang cho thu chính hết. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 3.4 tỷ. Mức giá này thì chúng ta không được thu hoạch nông sản nha mọi người. Lý do là bác chủ nhà đang cho người địa phương khoán sản lượng.
làm khoán sản lượng. Bởi vậy người địa phương sẽ thu hoạch hết năm nay. Cô chú anh chị và các bạn, chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách. Đây là một trong những mảnh vườn rất là đẹp, có đường đi lối lại thuận lợi, đường lô, đường ô bàn cờ. Thế đất bằng từ ngoài đầu đường vào khoảng 300m là bằng, tiếp tới là đất thoải nhẹ xuống dưới hồ. Một mảnh vườn xứng đáng để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất mà mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo ở trong video này. Tới đây thì thời lượng của video cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị, gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.